Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Tiếp theo chủ đề Cẩm nang về nhân tướng học, xem tướng biết người, của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa. Trong cái video clip ngày hôm nay, mình chia sẻ về cái nhân tướng, đó chính là cái đường pháp lệnh. Đường pháp lệnh đó là cái đường nó chạy từ hai bên cái cánh mũi nó chạy xuống. Cái đường pháp lệnh này á, nó cũng là một bộ phận mà rất dễ quan sát. Do đó, nếu mà chúng ta nhìn cái đường pháp lệnh này mà chúng ta hiểu được về nhân tướng học của người đối diện á, thì chắc chắn đây là một phần kiến thức rất là thú vị và nó có giá trị cho chúng ta trong cuộc sống. Rồi, cái đường pháp lệnh này á, thì nó thường hiện rõ khi chúng ta ở vào cái tuổi trung niên. Tuy nhiên cái đường pháp lệnh này nó không chỉ tượng trưng cho tuổi già, mà trong nhân tướng học á, cái nếp nhăn pháp lệnh này nó còn biểu thị địa vị xã hội này, nghề nghiệp và tính cách của một người. Và thông thường á, thì khi bước vào độ tuổi trung niên á, thì cái đường này nó hiện rõ lên. Bởi vì lúc này á, chúng ta mới có được danh vọng và thành tựu nhất định trong xã hội. Do đó, muốn biết vận nghề nghiệp của một người sau này ra sao á, thì có thể nhìn vào nếp nhăn pháp lệnh thì có thể đoán được. Bây giờ chúng ta hãy đi vào các phần nội dung. Đầu tiên, đó là hình dáng về đường pháp lệnh sâu và dài. Đây là dấu hiệu của người có danh lợi song toàn. Cái đường pháp lệnh sâu lại dài á, thì cho thấy người này sức lực dồi dào nè, sáng suốt, sắp xếp mọi việc quy củ, tư duy rất tốt. Vậy nên làm việc gì cũng ngăn nắp gọn gàng. Hơn nữa lại rất có trách nhiệm đối với công việc, thường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được mọi người khẳng định và đánh giá cao. Người này có thể học chuyên sâu một lĩnh vực nào đó và trở thành chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực đó, được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Danh dự và quyền lực của anh ta sẽ tiếp tục tăng lên cùng với tuổi tác. Có thể nói, người có đường pháp lệnh sâu và dài, cả đời được hưởng phú quý. Chúng ta đến hình dáng của cái đường pháp lệnh tiếp theo. Đó chính là đường pháp lệnh có hình chữ bát. Chúng ta xem cái hình dáng. Cái chữ bát có nghĩa là ở phía dưới này nó rộng ra. Đây là dấu hiệu của người có sự nghiệp ổn định. Người có đường pháp lệnh hình chữ bát, không có hoài bão lớn lao, không màng danh lợi, thích sống an nhàn và coi đó là niềm vui. Thuộc tiếp người luôn thỏa mãn với những gì mình đang có. Tuy nhiên, để có được trạng thái giống như họ là điều rất khó. Họ có thể vui vẻ làm mọi việc. Đây là một khả năng mà không phải ai cũng có. Bởi vậy, mọi người đều mong muốn kết bạn với họ, và vì thế mà sự nghiệp của họ phát triển rất ổn định. Tới tuổi trung niên và về già thì được hưởng cuộc sống hạnh phúc và bình an. Chúng ta đi tới nhân tướng của một cái đường pháp lệnh khác. Đó chính là đường pháp lệnh kéo dài tới khóe miệng. Đó, chúng ta để ý cái đường pháp lệnh nó kéo dài tới cái khóe miệng luôn. Thì đây là dấu hiệu của người dễ nản lòng nhục chí. Người có đường pháp lệnh kéo dài tới khóe miệng thì tính tình sẽ quyết định vận mệnh. Đây là tướng hung, tức là không tốt. Loại người này tâm địa hẹp hòi, thường lo lắng những chuyện không đáng có, lúc nào cũng bất mãn án thoáng, luôn ở trong tâm trạng hoang mang bất an. Hơn nữa còn thường xuyên gặp thất bại, mà mỗi lần thất bại thì cũng nản lòng nhục chí. Tâm lý luôn phải chịu áp lực này, cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến tuổi thọ giảm đi. Chúng ta đi qua một cái hình dáng của cái đường pháp lệnh nữa. Đó là đường pháp lệnh kéo dài quá khóe miệng. Đó, chúng ta nhìn hình và quan sát á, thì thấy cái đường pháp lệnh này á, nó kéo dài qua cái khóe miệng luôn, gần tới cái vị trí cằm. Người mà có cái tướng mặt với cái đường pháp lệnh này á, thì có tính tình kỳ quặc. Hơn nữa, họ thường cho mình là đúng, kiêu căng tự phụ. Bởi vậy thường đắc tội với người khác mà không biết. Nghiêm trọng hơn là còn dẫn tới ẩu đả. Vì thế, quan hệ giao tiếp của họ rất hạn hẹp, sự nghiệp cũng có thể không thể phát triển mạnh mẽ được. Tuy nhiên, họ lại có sức khỏe tốt và có thể sống thọ. Chúng ta đi đến nhân tướng của cái đường pháp lệnh tiếp theo. Thì đó chính là đường pháp lệnh không rõ ràng. Đây là dấu hiệu của người tầm thường. Đường pháp lệnh không rõ ràng là một kiểu tướng tầm thường, không có kế hoạch gì đối với cuộc sống. Về công việc thì làm ngày nào biết ngày đấy.
bởi vậy sẽ không hy vọng được thăng quan tiến chức. Trong quan hệ giao tiếp cũng thường ở vào trạng thái bị động, không thích quan hệ rộng, ngại xuất hiện trước đám đông và cả đời sống bình lặng. Tiếp theo là đường pháp lệnh phân nhánh. Chúng ta quan sát và để ý, tức là cái đường pháp lệnh này nó có phân nhánh. Đây là dấu hiệu của doanh nhân tài năng, lãnh tụ xuất sắc. Nhân tướng học gọi cái đường pháp lệnh phân nhánh là nếp nhăn kim lũ hay còn gọi là tơ vàng. Rõ ràng đây là tướng quý, cho thấy đó là người tài giỏi, là doanh nhân tài năng, là vị lãnh tụ xuất sắc hiếm có. Người này không chỉ có cốt cách của một kỳ tài về chính trị, mà còn có phong thái ung dung, điềm tĩnh của một nhà ngoại giao tài ba. Do vậy, về thương nghiệp hay chính trị, họ đều thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công. Đây là một nhân tướng học rất là xuất sắc và hiếm có. Chúng ta đi đến một cái nhân tướng nữa, đó chính là đường pháp lệnh có nếp nhăn cắt ngang. Thì đây là dấu hiệu của người không được nhờ cậy người thân. Đường pháp lệnh có nếp nhăn cắt ngang giống như một vạch đường cắt ngang qua pháp lệnh. Chủ về tài vận, tổ tông suy yếu nên không được nhờ vào người thân. Do đó muốn phát triển phải dựa vào âm đức của tổ tiên là điều không thể. Muốn vươn lên chỉ có thể dựa vào chính lực của bản thân. Loại người này trọng lợi ích, sẵn sàng xung đột với người khác, cốt để giành lợi ích về mình. Bởi vậy họ không có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Cần chú ý đề phòng kẻ xấu hãm hại và những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Một cái nhân tướng khác á, là có nhiều đường pháp lệnh. Tức là bên cạnh cái đường pháp lệnh chính á, còn có nhiều cái nếp nhăn nó mảnh, nó chạy song song. Thì thường cần cù tiết kiệm, được cấp trên khen ngợi và đánh giá cao sự tích cực và phấn đấu nỗ lực của họ. Khuyết điểm của họ á, là không biết dùng người, làm việc gì cũng chỉ biết làm một mình, không quyết đoán, không thích hợp làm lãnh đạo, chỉ có thể làm cấp dưới hoặc là trợ thủ. Vâng, như vậy là chúng ta đã đi qua cái nội dung về nhân tướng học và cái đường pháp lệnh trong quyển sách là Xem Tướng Biết Người của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa. Và mình đọc nguyên cái nội dung trong quyển sách này, cho nên mình cũng không có cái đánh giá về cái tính đúng sai của nó. Và ông bà ta có nói rằng là tâm thì sinh tướng, có nghĩa là nếu chúng ta thay đổi cái tâm của mình theo hướng tốt hơn thì cái hình tướng bên ngoài nó cũng thay đổi theo tốt đẹp hơn. Có thể nói rằng đây là một phần kiến thức rất là thú vị. Nó giúp chúng ta rất nhiều trong cách nhìn nhận con người và có thể áp dụng trong công việc cũng như cuộc sống. Hy vọng cái video clip này nó có giá trị đối với các bạn. Nếu các bạn thấy nó hay và hữu ích đó, thì hãy like video, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.